là nhiều thạch anh nữa đó. Trời ơi, mò hoài à. Để đây, có một cái, lấy. Đào đi, đào hết cái đống thạch anh này, nhanh lên. Trời ơi, một đống luôn. Lâu lắm rồi mới đến Nether đấy, ha. Em mày biết gì không? Vậy, biết gì? Lần kiểu lâu không đến làm tao nhớ đến cái mấy cái chuyện cũ ấy. Là chuyện cũ? Khi đến đây thì là cái nơi Nether này là chỗ ở của Herobrine đó. Herobrine? Ừ, nào mà mày còn Herobrine nữa không nội? Không, thật ba, trước đây tao từng chơi vào Nether, vào cái khu Nether này, tao thấy mấy cái công trình lạ ấy. Thì người ta nói rằng là mấy cái công trình đấy là do Herobrine xây ra đấy. Trời ơi. Mày nghĩ sao thời đại nào rồi còn Herobrine? Herobrine chỉ là một lời gọi là đồn đoán thôi mày ơi. Trời ơi, nghĩ làm sao mà sợ được mấy bạn. Herobrine làm gì có thiệt, không bao giờ có. Mày đã cũng đã xác minh rằng là Herobrine không có rồi. Ê, kêu là xóa rồi nhưng từ đấy tao chơi vẫn thấy nha. Ê, thôi, mày ra đó nha. Thôi, mày chỉ giỏi đi dụ với mày thôi, dễ dàng gì dụ được tao. Trời ơi, tao nhắc rồi đó nha. Gặp phải chuyện gì ở trong này là tao đừng trách tao bảo tao chưa nhắc nha. Trời ơi, nguy hiểm lắm. Trời ơi, bà nhẹ dạ cả tin. Trời ơi, nghĩ làm sao thế giới Minecraft này làm gì có Herobrine nào. Tôi đã cũng đã chứng minh rồi đúng không các bạn, làm gì có Herobrine nào. Nói vậy vẫn chưa tin thôi, rồi chịu trách nhiệm nha. Ok, không tin thì thôi. Ê, ok. Trời ơi, không có Herobrine nào cả. Tất cả chỉ là do đồn đoán và mày ảo tưởng ra thôi. Ê, mày từ mày vô. Ha, từ. Mày không nghe tao vừa nói à? Những cái công trình lạ này là chắc chắn Herobrine xây ra đấy, đừng có phá, đừng có vô. Trời ơi. Ôi, mày nghĩ làm sao công trình này mà Herobrine nào xây xấu vậy mày? Không, tao không, tao nghiêm túc với mày đây, không đùa đâu. Nhưng cái công trình này nó lạ lắm, nó cứ cầu kỳ nào, chắc chắn là chỉ có Herobrine xây thôi. Chỉ có mày chết nhát mới nghĩ rằng là Herobrine có thật thôi. Herobrine mà có thật tao đi bằng cái đầu. Nè, mày la bây giờ nếu mà tao vô trong đó mà tao phá công trình đó là Herobrine bắt tao hả? Không có đúng, dễ bắt đâu, bây giờ tao sẽ chứng minh cho tụi bay biết rằng là Herobrine không có thật. Rồi, đến thế rồi, hết thuốc chữa luôn đấy. Nguy hiểm lắm á. Trời ơi, yên tâm đi, mọi người cứ ở đó đi. Mọi người cứ ở đó đi, không có gì mà phải sợ hết. Không có gì phải sợ hết. Trời ơi, Yummy ơi, chị hai hết thuốc chữa rồi. Hết thuốc chữa rồi nha. Nói là nếu mà tao phá công trình này thì có Herobrine xuất hiện đúng không? Ok nè. Trời ơi. Nói ra đây. Herobrine. Rồi sao nó bé luôn. Herobrine làm gì có. Rồi sao nát luôn. Đâu Herobrine. Rồi sao nè, thằng nào dám nói tao là Herobrine có thiệt nữa không? Tao phá tiếp cho xem. Herobrine tao nói rồi, không bao giờ có thiệt đâu. Đây. Trời đất. Cái gì nữa, bây giờ như vậy thôi. Trời ơi, có gì đâu mà phải sợ. Tụi bay chết nhát quá à. Hết chuyện rồi, nghe lời thằng Khánh làm cái gì, không biết nữa. Ây da ơi, tao cứ có linh cảm gì đấy mày. Nó cứ thế nào ấy mày ơi, mày phá tao đã cái báo rồi mà. Linh cái gì mà linh ơi, làm gì có thiệt. Mày tào lao quá à, tao chơi Minecraft biết bao nhiêu lâu rồi. Tao chơi trước mày nữa. Mày nghĩ sao mà Herobrine có thiệt. Được rồi, đi về thôi. Mày lấy ê ê thôi tào lao quá bà ơi, không thích gì cũng thích Minecraft rồi mà. Đây về đây giá đời rồi. Trời ơi ôi trễ luôn rồi kìa. Vậy thôi mạnh ai rồi đó, về nhà đi nhờ, ngày mai chúng ta xây nhà nhờ. Ok tụi tôi đi, nãy giờ cũng mệt lắm rồi, thôi tụi tôi đi nhà. Ok về nhà, bye nha. Ok bye bye giúp mời. Bye bye đi về đây. Hay được rồi, mình cũng vô nghỉ ngơi luôn đây. Được rồi, cất đồ vô quầy. Hôm nay mình lấy được hơi bị nhiều thạch anh luôn nha. Được rồi, hôm nay đúng là một chuyến đi gọi là quá phê luôn các bạn ơi, không bị mất cái gì hết luôn. Ok, tắt đèn, bây giờ thì lên làm một giấc thôi. Uầy, con heo ghê à, mày nè. Ui, còn một con heo nữa các bạn ơi. Ê, mày nè. Ủa gì vậy? Mày nè. Ôi. Con heo sao mắt trắng chẳng bông vậy trời. Thì ra chỉ là mơ thôi. Làm gì có con heo nào mà con mắt trắng xoát như Herobrine vậy được. Chắc là phải. Ủa Jimmy, bà làm gì vậy? Trời ơi Jimmy ơi, tôi mới. Cái gì vậy trời? Sao mắt Jimmy cũng màu trắng vậy? Vậy cũng chỉ là mơ thôi. Làm sao có Herobrine trên đời này được chứ? Cái gì vậy trời? Không hiểu sao hôm nay có.
trời quái gì vậy nè? Sao lại nhiều cái gì đang diễn ra với mình vậy nè? Tại sao Ero đâu ra mà nhiều Ero Prime như vậy nè? Sao lại như thế được? Tại sao chứ? Sao mà nhiều? Gì vậy? Mình bị cái gì vậy ơi? Ai cứu tôi với? Ai cứu tôi với? Ơi, tôi đã làm gì sai đâu? Ơi, ai cứu tôi với? Ơi, gì vậy nè? Ai cứu tôi với? Ờ, tôi đang bị gì? Sao tôi bị chói này vậy? Có ai không? Cứu tôi với! Tôi sẽ chết trên lava mất. Không được. Tôi còn trẻ, còn sung sướng thôi. Cái gì vậy? Vô lý vậy? Ông làm gì có? Với lại mày màu vàng cũng đã xóa ông trong Minecraft rồi mà. Vô lý cái gì mà vô lý? Chúng ta không tồn tại thì làm gì có những lời đồn đó. Trời ơi, lời đồn thì cũng là lời đồn thì đâu có thiệt đâu. Ơi, đã ra. Không có thiệt, vậy ai đang đứng trước mặt của ngươi đây? Tôi không biết, chắc là người trong làng của tôi chồn. Mày là thằng Áo hay là thằng Khánh? Xuất hiện ở đây, thằng kia. Không có ai giả mạo đâu. Không lẽ Hero Bright có thật? Vô lý quá, không tin nữa. Thả ra. Nhưng mà nếu mà có thật thì tôi đã làm gì mà ông phải bắt tôi? Ngươi đã phá các công trình của ta ở dưới địa ngục. Ông hiểu lầm rồi, vậy là cho tôi xin lỗi đi. Tại vì tôi tưởng là Hero Bright bị xóa rồi, nên là những cái đó là những thằng nào sai, không phải Hero Bright sai. Ngươi tưởng là ngươi xong à? Thằng nhóc kia đã cảnh báo đến như vậy rồi, người dặn phá là không tôn trọng ta. Ôi, thiệt mà Hellbrai ơi, tin tôi đi mà, tôi không có làm điều đó đâu. Ôi, Hellbrai, ta đã thấy điều đó. Người đã vào phá nơi của ta. Cho tôi xin lỗi đi, tôi biết lỗi mình sai rồi. Bây giờ hãy thả tôi ra đi được không? Nếu không, bây giờ tôi sẽ lọt xuống dưới cái lava dưới này mất. Hellbrai, ông thả tôi ra giùm tôi đi. Tôi nghĩ ta thả người ra dễ dàng vậy sao? À, tôi ra đây, Hero Prime. Không có chuyện đó đâu. Ôi, tôi không như vậy đâu. Thả tôi ra. Đúng rồi. Ta sẽ thả người. Ôi, từ từ nha, không phải thả này, thả này là lava mà, Hero Prime. Đó là ý người muốn mà. Ôi, cái gì đây? Một hố thánh giá luôn sao? Thánh giá, bốn cây thánh giá luôn các bạn ơi. Bây giờ cái gì? Mình có thể mở ra được cái thánh giá luôn các bạn ơi. Ôi, sao trong đó có quyền của Iron Golem mà nó còn mắt trắng nữa các bạn ơi. Ui, căn phòng quái quỷ gì đây? Ghê quá. Không được. Mình sẽ mở cánh cửa khác các bạn ơi. Mở cánh cửa này ra. Alex Hero Bright luôn. Ủa, Alex thì làm gì mắt trắng được trời? Nhớ là chỉ có Steve mắt trắng là Hero Bright thôi. Còn Alex mà mắt trắng gọi là gì đây? Alex Bright hả? Cánh cửa này cũng không đúng. Mở cánh cửa này ra. Phù thủy cũng mắt trắng như Hero Bright luôn các bạn ơi. Ê, quá gì đây xảy ra với tôi vậy nè? Không được. Chỉ còn cánh cửa cuối cùng đó các bạn ơi. Mở cánh cửa ra. Bên đây thì là Creeper Hero Bright. Bây giờ mình đi đâu đây? Làm sao Hero Bright ơi? Tại sao ông lại làm đối xử với tôi như vậy? Tôi di chuyển ơi. Nó di chuyển. Quay. Vậy sao? Quay. Có chuyện gì xảy ra vậy trời? Sao thế giới này? Sao Hero Bright khách? Sao nhà tôi bị tin tế như vậy? Ôi, Hero Bright, đừng, ôi, đừng, nhà của tôi, ôi kìa. Cảnh này sao y chang lần trước mình phá chỗ kia vậy? Hero Bright sao lại phá nhà của tôi vậy? Ôi, trời ơi, cái gì vậy? Ôi, sao nhiều Hero Bright vậy? Ngươi còn hỏi tại sao nữa à? Tôi phải, có làm gì đâu, ngươi đã làm thối với thằng nơi của ta sao? Ai đó cứu tôi với, ai đó cứu tôi với, sao mà nhiều em ra vậy nè? Ôi, ma ơi, cứu tôi, cứu con ma ơi. Ai à, trời ơi, em ra.
Em Ray ơi, em Ray. Ai cứu tôi vậy? Ôi, Hero Ray. Hero Ray quá trời luôn các bạn ơi. Tôi biết lỗi rồi mà, đừng dây tôi rồi, đừng dây tôi rồi. Ai da. Đừng. Đừng. Giùm mi. Sao mà la dữ vậy? Tôi vừa gặp chuyện gì? Herobrine có thiệt, nó vừa giết tôi, làm tùm lum thứ luôn. Ông cũng nhận ra Herobrine là có thật rồi đó hả? Gì vậy Jimmy? Jimmy, có chuyện gì vậy? Sao nó làm gì vậy? Ôi tụi bay, sao lại mọi thứ như vậy được? Giết nó. Cái gì vậy? Đừng. Sao mình bị phá vỡ tùm lum hết vậy nè? Giờ làm sao đây? Herobrine. Trời ơi, cái tên chết tiệt đó. Anh cộng The End rồi các bạn ơi. Mình sẽ dùng nó để quay trở lại làng sinh tố đúng không? Bình tĩnh đi nha ơi. Cái đống thuyền này là cái chọi mày giỏi nhất mà. Mày sẽ làm được. Cái gì nữa đây? Sao lại gì nữa vậy? Help Ray, tôi có làm gì đâu mà cái ông ấy hành hạ tôi đã như vậy chứ? Vì ngươi đã khinh thường ta, phá công trình của ta, nên là nhiêu đấy chưa là gì đâu. Ta sẽ cho ngươi biết nỗi sợ của Help Ray. Ông định làm gì nữa? Tại sao ông trói tôi vào một đống tiền thế giới này? Thả tôi ra Help Ray. Tay của tôi, tôi còn bị trói như vậy nữa. Thả tôi ra Help Ray. Trời ơi, Herobrine, bình tĩnh, ông định làm cái gì vậy? Làm gì hả? Tôi thấy quen không? Herobrine, xin ông mà, lấy ta cho tôi đi, tôi biết lỗi của mình rồi. Từ đây tôi sẽ không khinh thường Herobrine nữa, mà Herobrine là có thiệt trong Minecraft. Tha cho tôi đi mà, Herobrine. Ôi mẹ rồi. Đừng, Herobrine. Cho người biết nỗi sợ của Herobrine là như thế nào. Cái gì vậy trời? Có phải bây giờ còn Herobrine nữa không vậy? Herobrine ơi, tôi biết lỗi rồi mà, đừng hành hạ tôi như vậy nữa. Ủa, nhà mình vẫn còn cái giáp và cái rương. Hình như Herobrine tha cho mình rồi mấy bạn ơi. Đúng rồi. Chạy. Đúng rồi, vẫn còn mỗi đứa này. Không được rồi các bạn ơi, bây giờ mình phải đi sửa lại công trình cho Herobrine rồi các bạn ơi. Các bạn đừng bao giờ, đùa giỡn với Herobrine.